Dạ vâng, em Hòa xin mến chào quý anh chị, quý nhà đầu tư. Và hôm nay em Hòa tiếp tục đi săn cho quý anh chị. Chúng ta được một sản phẩm, một lô đất rẫy có tổng diện tích là 1,2 hecta. Ngoài thực tế là 1 hecta 3 nha quý anh chị. Lô đất của chúng ta đang trồng full cà phê tơ như thế này nha quý anh chị. Và nó có khoảng 100 trụ tiêu là đang thu này quý anh chị này. Trên đất là có một căn nhà tôn, nhà rẫy, có đường điện ba pha, có giếng tưới đầy đủ hết quý anh chị nhé. Có địa chỉ tại xã Gia Co, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Với một chất đất đỏ ba gian rất là đẹp như thế này. Thế đất là triền nhẹ quý anh chị nhé. Lô đất của chúng ta thì đã có sổ hồng sẵn rồi. Và với mức giá bán thì em cũng xin công bố luôn, chỉ có 700 triệu thôi quý anh chị nhé. 700 triệu cho toàn bộ sản phẩm, tổng diện tích là 1 hectare 2 trên sổ hồng luôn quý anh chị nhé. Đó. Đường thì ô tô vào được tận nơi. Và theo cái vị trí sản phẩm lô đất này mà quý anh chị chúng ta di chuyển ra đến trung tâm của huyện Chư Sê cũng như là quốc lộ 14A độ khoảng 18 cây. Và quý anh chị chúng ta di chuyển ra đến trường cấp 3, bán kính độ khoảng 5 cây là ra đến trường cấp 3 cũng như là đường nhựa liên huyện của quý anh chị nhé. Và ra đến trung tâm của xã Gia Hờ Lốp, bán kính độ khoảng 7 cây. Đó. Xung quanh đây thì một số hộ dân ở cũng khá đông nha quý anh chị. Đấy, bên dưới này đều có nhà này. Đó. Cạnh lô đất của chúng ta thì bên hông lô đất của chúng ta thì cũng có hộ dân và sinh sống. Và đối diện bên này thì là xã Gia Đờ Ren của huyện Chư Bứ nha quý anh chị. Đó. Nếu mà quý anh chị chúng ta di chuyển ra đến theo cái con đường đi mà đi xe máy nha quý anh chị, chúng ta băng qua cái ruộng lúa là ra đến xã Gia Đờ Ren thì khu dân cư rất là đông như thế này nha quý anh chị. Đó. Với một mức giá bán cực kỳ là rẻ luôn quý anh chị nhé. Chỉ có 700 triệu mà diện tích của chúng ta là lên đến 1 hectare 2. Cà phê đẹp như thế này nha quý anh chị nhé. Cà phê rất đẹp luôn. Chất đất này, đất đỏ ba gian, không có sỏi, không có đá luôn quý anh chị nhé. Tiêu này, tiêu khoảng 100 trụ. Đó. Rất là cao, khoảng 4 mét quý anh chị, đang cho thu. Cà phê này thì năm sau là bắt đầu là cho thu bói rồi quý anh chị này. Một số cây thì cũng đang có quả rồi quý anh chị nhé, đang có trái rồi. Chất đất rất đẹp luôn quý anh chị. Cái này quý anh chị chúng ta mua về thì chúng ta có thể trồng sen sầu riêng vào đây nhé. Ranh giới là theo cái bên trên là giáp cao su này, còn bên hông thì sẽ giáp những cái hàng cây như thế này. Đó, chạy xuống tốt phía dưới này quý anh chị nhé. Đó, đều có ranh giới rõ ràng. Bên kia thì giáp vườn cà phê. Tiêu này quý anh chị này, những trụ tiêu rất là cao, to như quý anh chị nhé, khoảng 100 trụ. Cà phê rất đẹp luôn quý anh chị. Đây, quý anh chị chúng ta mua về thì chúng ta có thể xây dựng nhà, quý anh chị định cư và sinh sống ở đây, hoặc là đầu tư ở đây rất là hợp nha quý anh chị nhé. Những cái hàng giữa này thì quý anh chị trồng sen sầu riêng vào. Lô đất của chúng ta là có giếng, có điện ba pha, có nhà rẫy bên trên này quý anh chị này. Đấy, nhà rẫy bên trên. Có phía bên này thì cà phê nó nhỏ hơn một chút này. Cà phê bên này thì độ khoảng 1 năm tuổi nha quý anh chị. Mé bên này. Kia thì chúng ta có một cái nhà tôn nhé quý anh chị. Và em sẽ ra quay cái con đường đi cho quý anh chị chúng ta cùng xem ạ. Triển nhẹ rất đẹp nhé quý anh chị nhé. Đây quý anh chị này, những cái trụ tiêu nó rất cao như thế này, 4 mét quý anh chị, rất là to luôn quý anh chị. Còn đây là cà phê này. Cà phê được khoảng 1 năm tuổi thì mé bên này nhé quý anh chị nhé. Em sẽ tiến lên em quay căn nhà cũng như là đường điện giếng cho quý anh chị chúng ta cùng xem. Đấy, mức giá này thì quý anh chị chúng ta gặp trực tiếp gia chủ chúng ta thương lượng nhé. Mức giá này thì gia chủ sẽ bao hết toàn bộ thuế phí cho quý anh chị chúng ta. Quý anh chị không phải phát sinh thêm chi phí khi mua lô đất này nhé. Chúng ta sẽ có một căn nhà tôn như thế này nha quý anh chị. Căn nhà tròi và đường điện ba pha đây quý anh chị. Có giếng tưới này. Đây là chúng ta sẽ có một cái giếng đào. Giếng đào quý anh chị.
Đã, dính đào đây. Có đường điện 3 pha đấy. Đấy, đường ô tô vào được tận nơi quý anh chị nhé. Và đây là cái con đường chính nhé quý anh chị. Con đường này thì ô tô vào đi vào vô tư. Và chúng ta sẽ rẽ vào đây. Đó, khoảng 20m từ cái con đường chính này. Rẽ vào đây là khoảng 20m vào cái căn nhà xanh xanh đó. Là ô tô vào được luôn quý anh chị nhé. Nhưng mà để xe ngoài này cho nó dễ quay đầu quý anh chị. Con đường này là con đường thông này quý anh chị này. Đi xuống một số hộ dân bên dưới này quý anh chị này. Và quý anh chị chúng ta quan tâm thì hãy nhanh tay liên hệ cho em nhé. Em sẽ tư vấn cho quý anh chị kỹ hơn và gửi đầy đủ thông tin để quý anh chị chúng ta cùng tham khảo. Và em cũng xin kết thúc video của mình tại đây ạ.